Nếu mà anh em vì một việc gì đó bất hòa, vì tiền bạc hoặc là vì của cải, nếu các con mà bất hòa với anh em là cha mẹ rất là đau lòng, buồn khổ vì thấy con của mình sanh ra mà anh em của nó không được hòa hợp với nhau. Còn còn nhỏ như vậy mà anh em mà lại giành đồ chơi với nhau thì vô cùng là xấu hổ. Từ khi là các con không hiểu, còn hôm nay các con đã được học Đệ Tử Quy rồi, thì anh em phải hòa thuận sống như vậy thì sẽ làm được một người con hiếu thảo. Vì cha mẹ các con rất là vui khi mà thấy anh em của các con hòa hợp sống với nhau. Tiền xem nhẹ không sanh quán, lờ nhịn nhường quán tự tan. Các con biết rằng con người sống là nếu không nghe được giáo dục tốt thì vì đồng tiền mà sanh ra quán thù, vì của cải vật chất mà anh em đấu đá với nhau. Chỗ này là chỗ không hay. Từ khi là không nghe được giáo dục, còn nếu như nghe được giáo dục rồi thì những đức tin chắc rằng là các con sau này lớn lên sẽ không bao giờ làm những chỗ này. Vì các con nghe được giáo dục tốt, anh em nên tương trợ với nhau. Đối với xã hội, mọi người mà chúng ta còn thương, huống chi là anh em ruột. Nên không có gì tiền bạc của cải mà anh em đấu đá với nhau. Chỗ này là chỗ mà phận làm con báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ nuôi mình khôn lớn, cha mẹ không có đòi hỏi mình phải lo cho cha mẹ cái gì cao xa quá. Nhưng cha mẹ rất là mong là những đứa con sau này sống có đạo đức, sống có nhân cách, và anh em của chúng nó thì hòa hợp thương yêu nhau. Nhưng nếu các con mà không nghe được giáo dục thì những chỗ này các con không hiểu. Còn nhỏ thì anh em sống cùng chung một nhà, nhưng khi lớn lên có gia đình rồi thì anh em nhiều lúc lại bất hòa vì đồng tiền, vì vật chất, vì tiền của cha mẹ để lại mà anh em đấu đá với nhau. Chỗ này là chỗ mà người thiếu giáo dục đi làm. Còn các con là những bé được giáo dục thì nhất định là các con phải sống cho tốt. Mỗi tuần chúng ta đều được học tập Đệ Tử Quy. Lớp học của chúng ta hơn 300 bé nhỏ, thường là mỗi tuần học tập. Như vậy thì những bé này sau này chắc chắn là những công dân tốt, những con người chấp hành đúng pháp luật của nhà nước đưa ra. Mình là một con người học được giáo dục thì hành vi của mình sống phải cho tốt. Thà con người nghèo khổ chứ tuyệt đối không thể nào làm điều không phải được. Không bao giờ trộm cắp của ai. Trong Đệ Tử Quy đã dạy rằng đạo đức viết cha mẹ buồn. Cha mẹ rất là buồn khi các con mà đạo đức khuyết. Vô lớp học này mà các con ngồi nói chuyện thì là đạo đức khuyết rồi. Vô lớp học ngồi mà không thẳng lưng là không phải là một trò ngoan. Các con phải ngồi vô cùng là nghiêm túc. Như vậy thì các con là những bé gương mẫu. Nghe thì nhớ được. Khi nhớ được thì các con lại hướng dẫn cho những bạn mà không được đến lớp Đệ Tử Quy của chúng ta. Nhìn xuống bên dưới thì bé nào gương mặt cũng sáng, nhìn dễ thương và bé nào cũng ngoan cả. Như vậy mà những đứa nhìn xuống mà thấy một bé nào mà ngồi quay tới quay lui nói chuyện thì trong lòng của những đứa sẽ không vui với bé đó đấy. Từ nơi đó mà bé đó sẽ không được là một người con hiếu thảo. Vì sao? Vì đạo đức viết cha mẹ buồn. Các con vô lớp học Đệ Tử Quy cũng ngoan như vậy, và đi vào trường học nghe
thầy cô giáo giảng bài các con cũng phải hết sức là nghiêm túc, ngồi lắng nghe đàng hoàng, tập ngồi phải thẳng lưng. Như vậy thì các con có tâm tôn trọng, một phần thành kính là được, một phần lợi ích. Nếu các con không có tâm thành kính làm sao học được tốt. Đệ tử quy là giáo dục con người, lớn lên chắc chắn là sẽ trở thành một công dân tốt. Những đức đã từng nói các con rằng một con thú cưng nếu nó được giáo dục thì nó sẽ biết làm những trò xiết để cho người chủ kiếm được tiền. Một con người chúng ta tư tưởng, hiểu biết thì có thể làm bậc thánh. Nhưng nếu chúng ta không được giáo dục thì lại bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ là người mà mang nặng đẻ đau, rồi sinh mình ra, rồi dưỡng mình khôn lớn cho mình ăn học đàng hoàng. Bao nhiêu tâm tư của cha mẹ đều dành hết cho chúng ta. Như vậy mà chúng ta lại bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta còn thua một con thú mà nó biết làm xiết cho người chủ kiếm được tiền. Nên trong lớp đệ tử quy này các cháu được nghe giáo dục rất là xác thực. Tư tưởng này sẽ ăn sâu vào tâm khảm của các cháu. Các cháu cứ nhớ hoài là một con người dù là nghèo, đói khát đi chăng, nhưng đối với cha mẹ là mình đều dành những điều tốt nhất cho cha mẹ của mình. Vì bản thân mình có được là điều nhờ ơn của cha mẹ. Nếu mà bất hiếu đối với cha mẹ thì con người này không làm được việc gì thành công cả. Các con nên nhớ nè, dù sau này các con có học giỏi, các con được bằng cấp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng nếu các con là người bất hiếu với cha mẹ, xem thường cha mẹ, hoặc là cha mẹ dạy đến mình thì các con nghĩ rằng cha mẹ ít học hơn con, tại sao lại dám dạy con? Như vậy thì những đức sẽ nói cho các con nghe rằng các con sẽ không thành công trong tất cả những lĩnh vực nào cả. Vì sao? Vì hôm nay các con có được những bằng cấp của tương lai là nhờ mồ hôi nước mắt của cha mẹ đổ xuống. Các con mới có được những cái bằng cấp đó. Nhưng các con lại đọn gốc là quên ơn cha mẹ, quên ơn thầy cô giáo. Như vậy thì làm sao cuộc đời của các con sau này có thể lập nghiệp được? Một cái cây mà đã đọn gốc rồi thì cành lá cũng chết. Một cái cây mà gốc tươi, dù là cành lá còi cọc đi chăng, nhưng chắc chắn một ngày nào thì cành lá hoa quả cũng sẽ sum xê. Nên con người mà hiếu thảo với cha mẹ là người biết bồi gốc. Phật đã dạy rằng là vạn thiện hiếu đứng đầu, vạn ác là bất hiếu đứng đầu. Từ nơi đó mà các con nghe được chữ hiếu vô cùng là quan trọng. Mình có học thức tuyệt đối không xem thường người khác ít học hơn mình, không có tâm này. Dù sau này mình có làm ông này bà nọ đi chăng, nhưng mà phải nhớ là đối với cha mẹ mình luôn luôn cung kính. Như vậy thì sự nghiệp, cuộc đời của các con về sau bền vững, lâu dài, từng đời có được cái đức đó mà gia đạo được hưng thịnh. Gia đạo nào hưng thịnh mà con cái bất hiếu với cha mẹ thì gia đạo này không tồn tại. Vì nếu bất hiếu với cha mẹ là tổn phước nhanh nhất, nhất là làm cho cha mẹ buồn. Các con phải nhớ buổi học hôm nay là anh em mà không hòa thuận là mang tội đại bất hiếu. Vì anh em là cùng một dòng máu, cùng một người cha người mẹ sanh ra. Nếu anh em mà bất hòa thì lỗi đạo làm con rồi. Các con ngồi nghe rất là rõ ràng. Từ một bé nhỏ này ngồi các con cũng nghe hiểu được. Nếu cha mẹ các cháu mà đến đây mét các cháu, nói rằng các cháu về nhà anh em không hòa thuận thì
Các cháu đến đây gặp những đức thì các cháu vô cùng là hổ thẹn đấy, vì thầy Đức lo cho mình vô cùng là chu đáo. Một buổi học như vậy thì thầy Đức đã chuẩn bị nước nôi, khi mình học xong mình có nước. Một con người thương một con người như vậy, mình lại đến với họ không đúng thì lương tâm mình không hay rồi. Nên các con ngồi trong đây đều là những bé ngoan, nghe được như vậy thì về nhà anh em sống phải cho hòa hợp. Nhớ là sau này các con lớn lên không có cái chuyện gì đồng tiền mà anh em sức mẻ tình cảm. Không bao giờ có người gì đồng tiền mà lại bán rẻ lương chi của chính mình. Đồng tiền nó không tồn tại cho cuộc sống nhân sinh chúng ta hiện tại có được niềm vui chân thật. Nhưng nhiều lúc chúng ta nghèo mà có đạo đức như vậy mà vẫn có được niềm vui tốt. Có những người vô cùng là giàu nhưng họ vẫn không có niềm vui. Vì họ không biết đủ là một. Hai là tâm tư của họ vô cùng là keo kiệt. Chỉ biết cho họ mà không nghĩ cho người khác. Từ nơi đó mà niềm vui của họ không có được chân thật. Các con phải nhớ, sách xưa đã để là nhiều người, tuy người ta nghèo nhưng người ta sống vô cùng là tự tại an vui. Nên các con nghe công đoạn này thì phải nhớ, không bao giờ vì đồng tiền mà làm cho anh em sức mẻ tình cảm. Lúc uống ăn, đi hoặc ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau. Các bé ngồi trong đây, các con nghe những đức đọc rất là rõ ràng. Khi uống ăn thì các con có lễ phép mời cha mẹ trước hay không? Khi ngồi thì có mời cha mẹ ngồi trước hay không? Hay là đến bàn ăn thì chúng ta đã bước vào ngồi trước cha mẹ? Đồ ăn ngon thì mình không biết gấp cho cha mẹ, còn đợi cha mẹ gấp cho mình. Nếu các con mà như vậy thì tổn phước đấy. Trong Đệ Tử Quy dạy, người lớn trước, người nhỏ sau. Hôm nay các con nghe được câu này, các con phải nhớ nè. Khi đến bất cứ chỗ nào, người lớn chưa ngồi thì chúng ta không dám ngồi. Chúng ta phải mời người lớn ngồi, người lớn cho phép chúng ta mới được ngồi. Như vậy thì các con vô cùng là có lễ phép. Nếu các con học đến chỗ này mà các con nghe và nhớ rõ ràng, chỉ một hành vi này thôi mà cả cuộc đời của các con đi đến đâu người ta cũng quý thương cả. Nam, nữ, người ta đều thương. Các con biết rằng Đệ Tử Quy cả người lớn cũng phải học. Có những khi người lớn chúng ta làm chưa được đúng. Học tập nhất định là phải học. Lớn nhỏ gì cần phải học. Vì học mới nhìn nhận được chỗ sai để mình sửa. Người lớn gọi, giúp gọi mau. Không người nào mình giúp trước. Khi người lớn có chuyện cần thì các con phải nhớ. Ngồi trong lớp Đệ Tử Quy này có cháu nào khi mà cha mẹ hay người lớn gọi các con mà các con trả lời bằng cách này hay không? Cách này là cách không tốt nè, các con nghe nè. Ngay khi cha mẹ gọi tên chúng ta, trả lời bằng những từ ngữ như: vì vậy, cái gì, rất là phiền. Có bé nào trả lời cách như vậy hay không? Có bé nào trả lời: vì vậy, cha mẹ gọi con ơi, hay Hồng ơi, hay là Tâm ơi, thì các con hỏi: vì vậy? Các con là người không có đạo đức.
hoặc là cái gì là người không có đạo đức. Còn tệ nữa thì rất là phiền. Các con đang ngồi chơi bắt điện tử, đang chơi game, đang ngồi học, cha mẹ đang cần gọi các con bực mình quá, các con trả lời rằng rất là phiền. Dù các con chưa nói ra tiếng này, chỉ cần tâm các con nghĩ cái câu là rất là phiền, các con trở thành một đứa con bất hiếu liền. Như vậy thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Như vậy có lễ phép hay không? Không. Các con nghe rõ ba câu đó, các con nhận xét rằng là những câu đó mà những bé trả lời thì có lễ phép hay không các con? Đúng rồi, không. Không có lễ phép. Nếu như bạn là cha mẹ, bạn nghe rồi thì bạn có vui hay không? Nếu sau này các con lớn lên, có gia đình làm cha mẹ người ta, nếu con các con trả lời như vậy thì các con có vui hay không? Đúng rồi. Như vậy thì bây giờ các con phải ngoan ngoãn trả lời như thế nào? Nói với học trò, ngay khi cha mẹ gọi đến, chúng ta phải lập tức trả lời. Xin hỏi cha mẹ có cần việc gì ạ? À? Dạ, cha mẹ gọi con ạ. À. Các con trả lời, cha mẹ gọi con ạ, à, hoặc là dạ. Nhất định các con phải trả lời như vậy. Nếu mà các con trả lời là gì vậy? Cái gì? Quá phiền. Thì đó là các con bất hiếu. Còn hôm nay các con khi nghe cha mẹ gọi thì các con dạ. Hoặc là cha mẹ gọi con, mình phải trả lời làm sao mà nó nhẹ nhàng để cho cha mẹ nghe thấy vui lòng. Như vậy thì bổn phận làm con của các con vô cùng là đặc biệt. Tuần trước chúng ta có học một công đoạn. Tuần này chúng ta ôn lại công đoạn này cho các con nhớ nè. Công đoạn này hôm nay cũng vô cùng là phổ biến nè. Hóa đơn miễn phí. Các con nghe hóa đơn miễn phí này, và những người cha, người mẹ dù đang ngồi ở đây, hoặc là những người cha, người mẹ ở nơi nào đó khi được nghe công đoạn này, tuyệt đối một điều, còn nhỏ không bao giờ dạy con phương pháp này. Một buổi tối mẹ đang ở trong bếp để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Cậu con trai nhỏ cầm tờ hóa đơn đến đưa cho mẹ. Mẹ liền ngưng công việc đang làm để xem. Trên tờ hóa đơn ghi là lau nhà 10 đồng, đổ rác 5 đồng, quét nhà 10 đồng, được phần thưởng bé ngoan 10 đồng, giúp mua nước tương 5 đồng, thu dọn phòng khách 20 đồng, giúp chăm sóc em 5 đồng, tổng cộng mẹ nợ con 105 đồng. Nếu mà người cha người mẹ nào, nếu dạy con mà dạy bằng phương pháp này là quý vị đang dạy cho con quý vị chủ nghĩa chỉ biết mình không biết đến người khác. Đối với cha mẹ mà đứa con này còn nghĩ như vậy, sau này đứa con này sẽ đối xử với người khác như thế nào đây? Cuộc đời của đứa bé này, cả cuộc đời, lúc đứa bé này ngủ thở ra cũng nghe mùi tiền. Vì tâm của đứa bé này chỉ biết tiền chứ không có đạo đức. Đứa bé này sống vô cùng là không có ý nghĩa gì cả. Công đoạn kế tiếp các con nghe nè. Nhìn cậu con trai đứng đó khớp khở chờ đợi. Việc xưa tràn về trong ký ức, bà lặp lại phía sau của tờ hóa đơn viết lên một số việc như sau.
mang thai 10 tháng con ở trong bào thai của mẹ miễn phí. Vào nửa đêm con đói bụng, mẹ phải dậy pha sữa cho con, thay tã lót cho con, giúp con đắp chăn miễn phí. Khi con bị bệnh phát sốt, ho, đau bụng, mẹ phải bồng con đến bệnh viện vì con mà lo lắng, vì con mà đau lòng, khẩn trương miễn phí. Vì con mà mẹ mua quần áo, mua đồ chơi, thức ăn miễn phí. Tiếp theo bà nói với con trai, con đem tất cả việc trên đây cộng lại, mẹ đều yêu thương con mà làm không hề tính công. Ngay khi cậu con trai xem xong hóa đơn của mẹ viết, giọt nước mắt trong khóe mắt đã lăn tròn, trong tâm rất cảm động. Cậu ấy nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con chân thật rất yêu mẹ. Sau đó cầm lấy bút viết lên hóa đơn 3 chữ rất to, đã thanh toán rồi. Có nghĩa là cậu con trai này khi nghe mẹ nói cho con biết về cái tâm tư của người mẹ dành cho con từ khi mang thai 10 tháng, rồi sanh con ra khổ như thế nào, khi con bệnh thì mẹ lo cho con như thế nào, khi con bận đồ đạc thì mẹ cũng đều lo cho con, khi buổi đầu đi học thì mẹ dắt con đến trường, đều là miễn phí. Như vậy mà đứa con này lớn lên một chút thì lại tính toán với mẹ từng đồng từng cắc, tính từng chút với mẹ. Nên những người cha người mẹ nghe công đoạn này thì quý vị nên nhớ phải thường nhắc nhở con mình về việc khó khăn của mẹ cha. Khi cho con đồng tiền xài, phải nói cho con biết đồng tiền này cha mẹ làm cực khổ cỡ nào mới có được đồng tiền này. Như vậy thì cái giá trị sống này đứa con vô cùng là có nhận thức. Còn nếu không thì cái giá trị quan của con người sẽ vô cùng là kém, quý vị à. Hôm nay bao nhiêu con người chạy theo vật chất nhưng mà quên ơn cha mẹ, cũng không ít người như vậy. Tôi xin nói chân thật rằng, dù mình có làm ông này bà nọ đi chăng, nếu mà công ơn cha mẹ mình không hiếu thì cuộc đời của chúng ta sống không có ý nghĩa gì cả. Đức Khổng Tử đã nói một câu nói rằng, con cái muốn lo mà cha mẹ lại không còn. Như những đức là mất cha mất mẹ, bây giờ mình muốn lo thì cha mẹ lại không còn. Hôm nay người có cha có mẹ đang còn, mình không chân quý để mà báo ơn phụng dưỡng cho cha mẹ. Khi cha mẹ chết rồi, chúng ta nhỏ vài giọt nước mắt, rồi đến ngày giỗ chúng ta làm mâm cao, đồ ăn thức uống thiệt là nhiều, nhưng cuối cùng thì cha mẹ có ăn được gì đâu. Tại sao chúng ta không làm cái chỗ thật chắc là cha mẹ còn sống, mình phải làm những việc gì đó để mà cho cha mẹ vui lòng. Vì đạo đức viết cha mẹ buồn, phận làm con mà đạo đức viết thì cha mẹ buồn. Từ nơi đó mà dù cho là bé nhỏ hay là người lớn, đoạn này quý vị có nên nghe hay không? Rất là cần phải nghe quý vị à. Có những người đã lớn rồi còn chưa nghe được giáo dục nên làm sao biết được. Nên quý vị thấy căn lành của những bé ngồi trong đây vô cùng là sâu. Các bé ngoài giờ những đức chưa vào thì các bé còn ngồi quay tới quay lui, nhưng mà lạ thay những đức mà nói chuyện thì các bé ngồi vô cùng là nghiêm túc. Đây có nghĩa là nhân duyên giữa những đức và các cháu vô cùng là sâu sắc, và các cháu có phước duyên về giáo dục cao. Nên nhỏ như vậy mà ngồi nghiêm túc một tiếng đồng hồ không có nói chuyện gì cả, phước của các cháu rất là lớn. Sau này các cháu lớn lên chắc chắn là trở thành một con người đàng hoàng, cả cuộc đời sẽ được hạnh phúc. Người nữ mà nghe như vậy thì vô cùng là nghiêm túc rồi. Các bé gái người xưa thường nói rằng là giáo dục nữ nhân vô cùng là quan trọng, vì muốn có được thánh nhân ra đời thì nhất định phải có người mẹ hiền. Nếu người nữ mà không được giáo dục tốt thì làm sao có được nhân tài cho đất nước? Có được nhân tài cho đất nước là nhờ có người mẹ hiền.
Người mẹ này phải đảm đang. Tam tùng tứ đức là phải có. Người nữ là phải thì mị, nói lời dịu dàng. Từ một cái dáng đi cũng phải trầm tĩnh. Từ cái ngồi, từ cái đứng đều phải khuôn phép. Đệ tử Quy Nhẫn Đức đã có hướng dẫn các cháu vô cùng là rõ ràng. Từ nào đó mà các cháu sẽ được sự hướng dẫn này, đến khi các cháu lớn lên là những cháu có phép tắc. Nhẫn Đức xin nói chân thật cho một số vị mà cha mẹ có thể nghe. Quý vị biết rằng quý vị dù có làm bao nhiêu tiền, có được vô cùng là nhiều tiền để lại cho con, nếu không giáo dục con thì không khác nào đem đồng tiền đổ vào cái thùng không có đáy. Cái thùng này không chứa được rồi, nhưng mà bao nhiêu người cha người mẹ thì cố công để mà làm, để đổ vào cái chỗ này. Tâm của cha mẹ thì vô cùng là lớn như biển cả mênh mông. Tất cả những cái gì tốt đều muốn để lại cho con. Nhưng quý vị phải nhớ rằng nếu con không được giáo dục thì tất cả những cái công sức quý vị có tích lũy đi chăng cũng là uổng công vô ích mà thôi. Nhẫn Đức đã thấy nhiều người cha người mẹ vào chùa để gặp Nhẫn Đức nói rằng: Thầy ơi, con hư quá. Thầy ơi, con đi chích xì ke. Thầy ơi, con trộm cắp của con thầy à. Thầy ơi, con của con mắng con. Con nói đến nó thì nó bỏ nhà đi rồi thầy ơi. Thì quý vị nghe được chỗ này, quý vị mới biết được rằng giáo dục là chỗ quan trọng nhất cho các trẻ. Con còn nhỏ, dù nhà mình giàu nhưng tuyệt đối không bao giờ mà để cho con của mình siêng ăn biếng làm. Các bé nhỏ trong đây, Nhẫn Đức dạy các cháu, nhỏ thì làm việc nhỏ. Dù là gia đình giàu có nhưng mà phải tập cho các cháu ngủ thức dậy là phải xếp mền, xếp gói đàng hoàng nè. Rồi kế đó là các cháu phải biết rửa nhà vệ sinh của chính mình nè. Rồi các cháu phải tập lau nhà nè. Như vậy thì các cháu vô cùng là ngoan. Ngồi nghe nói chuyện một chút thì bé nhớ mẹ. Nói các con thấy chưa? Còn nhỏ như vậy, ngồi xa mẹ nghe thầy Đức nói thì con đã nhớ mẹ không? Như vậy thì các con còn nhỏ cũng như bé này. Xa mẹ một chút là mình muốn tìm mẹ. Như vậy mà khi mình lớn một chút thì mình lại muốn vũ đôi tay của mẹ ra. Trong khi đôi tay của mẹ vô cùng là ấm áp. Nhưng mà mình lại không nhớ đến. Lớn một chút thì ngày sinh nhật của bạn mình thì mình nhớ. Nhưng mà ngày sinh nhật của cha mẹ mình nhiều lúc mình lại quên. Nên Nhẫn Đức thường nói cho các con nghe rằng ngày sinh nhật của các con không nên tổ chức ở nhà hàng quán ăn. Không có đòi hỏi tổ chức sinh nhật đãi bạn bè. Nhưng mà đúng ra là ngày sinh nhật của các con là các con nên mua một chiếc bánh kem về nhà rồi quỳ xuống trước cha mẹ. Cha mẹ ngạc nhiên vô cùng, cha mẹ hỏi: Vì sao hôm nay con lại mua chiếc bánh kem này về và quỳ trước cha mẹ là sao? Thì các con nói rằng: Mẹ ơi, ba ơi, ngày nay là ngày sinh nhật của con, ngày mà con được chào đời. Cất lên tiếng khóc đầu tiên thì cũng là ngày mà mẹ thập tử nhất sanh, sanh con ra vô cùng là khó khăn, vô cùng là khổ. Cái ơn này con không nhớ con đi tổ chức sinh nhật ở đâu. Con quỳ xuống cha mẹ để mà con lại tạ ơn cha mẹ, vì nhờ cha mẹ mà con có được bản thân này. Cả cuộc đời của con mỗi ngày sinh nhật đều là phải tổ chức như vậy. Như vậy thì mới là bồi gốc. Còn hôm nay ngày sinh nhật thì đi tổ chức chỗ này chỗ kia, ăn nhậu bê tha, rồi đi karaoke. Các con có nghĩ rằng cái ngày sinh này là mẹ mình gần chết, cha mình thì đứng không yên, ngồi không yên,
đi ở bên ngoài thì không yên rồi, còn mẹ thì Phật nói rằng là như là gần 10 phần chết, 1 phần sống. Như vậy mà chúng ta lại tổ chức cái ngày mẹ mình gần chết, mình đi cụng ly vui vẻ ăn nhậu. Như vậy mà nói là con có hiếu là sao? Ngày đó là ngày mà chúng ta phải ngồi với cha mẹ. Dù là người này có lớn tuổi, 30 mấy, 40 tuổi, 50 tuổi đi chăng, cũng phải về quỳ trước cha mẹ nếu cha mẹ còn sống, để cho những đứa con của mình nhìn vào cái chỗ cha mẹ làm, để con của mình sẽ đối xử với mình như vậy. Vì giọt nước trước nhiễu như thế nào thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy. Nếu quý vị muốn cho con quý vị hiếu thảo với quý vị thì chính quý vị phải hiếu thảo với cha mẹ của mình. Cái chỗ giáo dục này vô cùng là gần gũi, xác thực vào cuộc sống hàng ngày. Nên các bé ngồi trong đây, các con, có nhiều bé ngồi vô cùng là ý thức cao, ngồi lắng tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Từ hôm nay các con đừng nên tạo sinh nhật làm phiền cha mẹ các con nữa. Hãy mua một chiếc bánh kem nho nhỏ về bên cạnh mẹ của mình. Như vậy thì cha mẹ các con vô cùng là vui. Chỗ này là đạo đức các con đầy đặn, không phải bị phiết rồi. Biết bòi gốc chứ không phải là bòi ngọn. Nên nhớ, chỗ này cả người lớn cũng phải nhận xét. Từ nơi đó thì mỗi một người khi nghe như vậy, làm thử một lần thử coi, thì sức ảnh hưởng này vô cùng là cao đối với con trẻ. Chúng ta hôm nay học tập thì nói về anh em, từ anh em hòa thuận mà cha mẹ vui. Anh em mà bất hòa thì cha mẹ buồn. Từ anh em hòa thuận rồi đến xã hội, chúng ta phải có tâm hòa thuận. Đối với chòm xóm thì chúng ta phải hòa hợp. Những câu này người lớn sẽ ý thức cao. Một con người nghe giáo dục mà bất hòa với mọi người chòm xóm thì không hay. Vì người xưa nói rằng là tối lửa tắt đèn, chòm xóm có nhau. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Một con người sống với chòm xóm mà bất hòa thì con người này dễ bị chuyện xảy ra với họ mà không ai hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Còn vào công ty xí nghiệp làm thì nhất định là mình phải có tâm hòa hợp với mọi người. Như vậy thì địa vị của mình vô cùng là vững chắc. Các bé ngồi trong đây nghe được giáo dục chỗ này, dù là các con sau này học không cao nhưng mà địa vị của con ở xã hội vô cùng là cao. Một con người học cao mà đạo đức kém thì địa vị ở xã hội người khó tiếp nhận lắm. Các con phải nhớ, các con có được học thức, nhưng nếu các con thiếu đạo đức thì người phía sau đang chỉ tay các con đó. Ngồi trong đây bé nào cũng nghe được cái chỗ giáo dục hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo là chỗ quan trọng nhất. Nếu các bé mà bồi dưỡng được chỗ này thì sự ăn học các cháu vô cùng là đặc biệt. Vì các con phải nhớ nè, đôi dép, bộ đồ, tất cả cái cuộc sống các con hiện tại đang có đều là do đồng tiền của cha mẹ cho. Một năm đóng trường học cho các con thì cũng nhiều tiền. Như vậy mà các con học không cố gắng học cho tốt thì các con đã phụ lòng cha mẹ rồi. Công ơn của thầy cô giáo dạy vô cùng là cực. Thầy cô giáo muốn cho các con học hành tiến bộ. Như vậy thì đạo đức các con đầy đặn. Các con nghe rõ. Gặp người lớn, nhanh đến chào. Người chưa hỏi, kính đứng sau. Đệ tử quy dạy con người ta, gặp người lớn thì đến chào các con đi vào chùa, gặp người xuất gia các con chắp tay lại ngang ngực,
Các con có thể niệm một câu A Di Đà Phật xá xuống 8-9-10 độ. Như vậy thì đức hạnh các con sẽ phát triển vô cùng cao vì tâm cung kính này đặc biệt. Hoặc là các con có thể chắp tay: con thưa thầy ạ, xá xuống. Các con đang ngồi ghế, gặp quý thầy đang trên đoạn đường đi đến, các con phải đứng lên, chắp tay ngang ngực. Thầy đi sắp đến, chúng ta đã xá thầy, A Di Đà Phật, xá sát xuống 8-9-10 độ xuống. Các con nghe rất là rõ ràng. Như vậy thì đi đến đâu cũng vậy. Còn khi các con ở bên ngoài gặp người lớn đến gia đình đang nói chuyện với cha mẹ, các con đi học về, các con khoanh tay lại, con chào cô chú mới đến, xá xuống, sát xuống. Thì khi các con đi vào bên trong, đi từ tốn chậm rãi, thì cô chú này sẽ hỏi: bé còn nhỏ nhưng mà vô cùng là ngoan, con của anh chị thiệt là ngoan, tôi nhìn thấy vô cùng là ngưỡng mộ. Chỗ đó là chỗ mà cha mẹ các con nở mặt nở mày đối với người ta. Còn khi các con bước ra đường thì gặp người lớn, các con đều là gương mặt vui tươi, chào cô, chào chú, chào anh hoặc chào chị, lúc nào cũng là niềm nở vui vẻ như vậy. Khi các con phớt đi thì người ta sẽ nói một câu rằng: con anh ba, anh hai, anh năm đó bé thiệt là ngoan, gương mặt vô cùng là vui, gặp người lớn thì biết chào hỏi đàng hoàng, bé này thiệt là ngoan. Người ta về nhà người ta sẽ nói với con người ta: kìa con phải học theo bé đó kìa, khi gặp cha mẹ thì cháu rất là ngoan, hỏi han vui vẻ, biết chào hỏi người lớn. Các con làm như vậy thì đức hạnh các con tăng trưởng rất là lớn. Các con nghe rõ rồi đó. Với người lớn nói vừa nghe, nói quá nhỏ không nên. Với người lớn thì nói vừa thôi. Khi gặp người lớn ngồi thì chúng ta phải nghiêm túc. Chỗ người lớn đang ngồi nói chuyện mà các con lại chạy giỡn thì các con là người không có đạo đức rồi. Trong đây thì nghe được giáo dục rồi, về nhà các con nhớ nè, cha mẹ các con đang ngồi tiếp khách mà các con khóc la, các con chạy giỡn, như vậy thì các con học đệ tử quy là không hay. Những bé học đệ tử quy trong đây tuyệt đối không có bé nào như vậy cả. Cha mẹ đang nói chuyện với người lớn, các con không được đến đòi hỏi chuyện này chuyện kia, không được khóc la để đòi hỏi dựa vào cái chỗ cha mẹ đang tiếp khách mà mình đi đòi đồ. Cha mẹ lúc đó tuyệt đối không bao giờ cho phước để cho bé này đi. Quý vị không bao giờ tập cho các bé như vậy. Khi mà nếu con quý vị có bé nào, khi mà quý vị đang ngồi nói chuyện với người lớn mà bé đến để mà đòi đồ, thì quý vị cứ để yên đó. Và khi khách về thì quý vị phải gọi bé này đến để dạy hết sức là nghiêm túc. Bé như vậy là bé hư. Khi dạy xong rồi, hỏi bé là: con hôm nay con hư như vậy, con chịu mấy cây vào mông? Thì bé này chắc chắn là sẽ nói một cây, một roi thôi. Thì quý vị phải quất một roi cho thiệt là mạnh, về sau là bé này không bao giờ có tâm đó nữa. Còn nếu quý vị mà không dạy đàng hoàng trước mọi người đang đông, đứa bé lỡ đòi hỏi khóc lóc, nhiều người cha người mẹ không hiểu thì lại quýnh con, tát vào mặt con, chửi con trước mặt người lớn. Chỗ giáo dục này là giáo dục cho con mình thô bạo, giáo dục này không đúng rồi. Quý vị phải hết sức là nghiêm túc, cứ để đó đi, không bao giờ cho đồ phức cho xong.
Nếu tập như vậy thì sau này bé này sẽ dựa vào chỗ là khi quý vị tiếp người, bé này sẽ lỡ đòi đồ, tuyệt đối không dạy cho con chỗ đó. Nhớ kỹ mỗi câu mỗi chữ mà những đức hướng dẫn là chỗ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, mà các bé mà nghe được thì vô cùng là lợi ích đó quý vị. Nên mỗi một tuần lễ được nghe như vậy là chỗ tốt lắm. Nên khi mà học gần xong thì đều có thời gian niệm Phật. Các con phải biết nè, công đức niệm Phật rất là lớn. Khi các con niệm Phật thì phải chắp tay nghiêm túc. Về sau đến lớn luôn, các con dù làm ăn có gia đình nhưng nhớ là phải tập niệm Phật. Niệm Phật là chỗ tốt, niệm Phật là lợi ích. Vì câu A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Cái người mà mê mới bắt hiếu với cha mẹ, cái người mà giác ngộ thì không bao giờ bắt hiếu với cha mẹ. Nên câu A Di Đà Phật mình niệm là mình sẽ có hiếu với cha mẹ và có công đức hồi hướng cho cha mẹ. Nguyện cho cha mẹ mình có sức khỏe nè, sống luôn luôn gặp nhiều điều may mắn nè. Tâm các con phải có tâm đó để hướng đến cha mẹ, để khi mà chắp tay lên niệm Phật thì nghiêm túc. Giờ học đệ tử quy chúng ta một tiếng đồng hồ, đến giờ này là một giờ học đệ tử quy chúng ta, bây giờ đến giờ niệm Phật. Các con chắp tay ngang ngực nghiêm túc niệm Phật với những đức nè, phải niệm cho nghiêm túc nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Các con chắp tay lên hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.